Let fucking go baby. Cuối cùng thì sau bao nhiêu đâu đánh 10 trận thì gặp hết 9 trận thì nấp ai, còn lại thì là tia ra mặt. Thì tôi đã đi vào mắt bởi vì mấy cái trận snap ai với mới nãy tôi cũng vừa mới đánh snap ai đây chứ tia ra mặt ấy. Thật ra thì đánh đét cành tròn thì nó không quan trọng meta lắm, năm sẽ nó bond được mấy ông nhây được biết điểm yếu các kiểu thì game chiêu phết nữa chứ không phải là khó đâu. Đây đét đây, tôi sẽ chơi một cái đồng hồ tại vì nó phế quá chữ nha. Thường thì có đồng hồ chúng ta sẽ lên được cái bo rất là mạnh nhưng mà ít khi bóc lên được cái bo giống gì không. Thường thì tôi sẽ muốn bóc handicap hơn. Tiếp theo là sân và Maxi rồi Nibigu. Nibigu chơi X2 tại vì bọn sẽ rất ai bọn nó gặp Nibigu như là ừ thật sự thì bọn nó rất là sợ Nibigu ấy. Bởi vì bọn nó là combo xong bọn nó chả chả có được cái nào ghét nào. Thường thì bọn nó sẽ lên Abolusa trong tên địch, hiếm lắm bọn nó mới lên Abolusa trong tên nó thôi. Tôi sẽ thường hả Nibigu vào lúc end main phase, lúc đó hả một phát là coi như nó mất hết luôn. Thấy không, tôi cũng chỉ chia sẻ cái mẹo hả Nibigu như vậy. Về những cái phần staple thì chúng ta cũng có con bay gây để đánh nhau với Snap ai tiếp và đánh nhau với tia Lamành nữa. Imbom đánh nhau với tia Lamành cái lúc mà nó normal summon thằng thằng dễ nhờ, lâu quá không chơi quên mất tiêu rồi. Thằng duy nhất normal summon trong cái deck đấy, mấy đứa kia cũng normal summon được nhưng mà chả ai normal summon cả. Rhino Hulk Imbom là nhắm vô mặt nó, còn sẽ nắc ai thì Imbom này sẽ nhắm vô quanh cả combo, nhất là khi đối phương chịu normal summon con Ashe hay là con Excel. Ngoài cái phần coi thì chúng ta có một đồng hồ ở đây, hai cái hàng đèn này và ba và hai cái hàng bếp lò. Bọn này chơi thường thì bọn này sẽ chơi X3 nhưng mà bị limit rồi bởi vì nó sẽ kiểu như là đánh vào cái khả năng stat của bọn này. Từ lúc mà bị đánh vào thì ít ít khi tôi bóc lên mấy cái copy của bọn này lắm, trong một trận bọn này rất ít xuất hiện. Thời xưa thì mỗi lần đối phương bị trừ một tài nguyên thì bọn này nó sẽ nhảy lên trọng tài nguyên các kiểu rất là kinh, nhưng mà bây giờ hiếm lắm. Thường thì một trận của tôi chỉ có một con ở dưới mộ thôi, ừ hiếm lắm mới có được hai con, đâu lâu thì có thêm cái thằng đồng hồ nằm xuống đó đồng importer nữa. Ba set như rồi công thức như cũ thôi, ba set một lovely và hai lady. Tại sao lại là một lovely á? Lovely tuy là có khả năng bắn kè nhưng mà bắn kè chứ hồi hàng kiểu lovely bạn phải chịu hồi từ mộ đúng không ạ. À, đã nó bị xuống bị banish thì kệ nó chả quan tâm, nhưng mà đây đi thì khác, đây đi sức đánh 3.000 không bị target không bị destroy. À không, hình như bị target đúng không, à không không bị target không bị destroy, có khả năng search và đây là cái khả năng mạnh nhất của đây đi. Tại sao, tại vì nó là search từ death up lên xăng, chính vì thế mà bạn có thể tấy được cái đá mà bạn cần. Còn W á tuy là có khả năng bắn kẹt rất là ngon, trừ tài nguyên rất là đỉnh snowball ok luôn, nhưng mà nó chỉ hồi tài nguyên từ mộ thôi, nó không có sát được. Ví dụ bạn đánh nhau với Eldritch thì sát cái đá Aegon Resort, ban hai con Eldritch của nó là xong, nghỉ game luôn. Còn đánh nhau với mấy hàng khác thì cho á, sát cái đá đẩy về. Đánh nhau với mấy cái hàng như là Exo Sister ấy, nó lên body assist xong trước khi nó kích effect thì bắn cái body đó của nó. Các kiểu. Còn nếu không thì sát Imbom ở đây là ghét, bỏ được là ghét một lần. Còn nếu mà bạn có doubly nữa thì bạn lôi cái Imbom từ mộ lên, thế là mỗi đợt bạn có hai nugget. Imbom đâu có one button đâu, nugget không one button nữa, rất là mạnh nha. Nhưng mà thường thì ít ai đôi Imbom lắm, thường thì bạn sẽ xếp cái bo với cái field xong rồi cắm cháp lên. Đặt cháp thì bạn sẽ bắn một kẹt, doubly sẽ bắn thêm một kẹt nữa, do cái field đã có bắn kẹt rồi nên đôi khi bạn sẽ không cần doubly đâu, bạn sẽ cần daily nhiều hơn. Tại vì như tôi đã nói rồi, daily là một con sẽ đánh 3.000, có khả năng bảo kê rất là khó chịu và nó có khả năng xếp kẹt. Trên lý thuyết là bạn cần lấy gì bạn xếp ở đó luôn á, rất là khó nạn, rất là dơ. Thật ra bạn có thể chơi thêm một đá nữa là Daruma này đó, nhưng mà tôi nghèo nên không chơi được đá này mạnh lắm đó nha. Tôi phiên mấy ông nên chơi một lá. Về cái phần cảnh sát tàn si thì chúng ta chơi bot như bình thường thôi, không có gì cả. Cháp thì tôi chơi thêm cái engine của bọn Dogmatica. Cái engine này chủ yếu là gửi con Garuga xuống để roll một, hoặc là gửi Malon để mà đẩy một kẹt về.
đâu phải lúc nào phải không cũng có Kobayashi đâu đúng không, thành ra là đấy chơi cái engine này nó cũng ổn phết, nó vừa có bắn cạc vừa cộng tài nguyên và là trừ thêm tài nguyên của địch. Tại sao tôi không chơi thêm những cạc khác, từ tôi nghèo dễ thôi. Thường thì chúng ta sẽ chơi rất là nhiều Malon, hai Malon, hai Galuga, à Galuga thuộc hai Malon, bây giờ tôi còn không đủ tài nguyên để mà ráp nó cơ, nghèo quá rồi. Về phần cháp thì công thức quen thuộc, hai welcome và ba cái bích welcome, tại vì bích welcome nó bự hơn cái welcome nên phải chơi S3 đuổi. Bích welcome nó có cái khả năng là chơi trong được đối phương, à cái mạnh của nó đó, một death cháp mà có khả bạn úp toàn là chết trên sân rồi mà còn có một lá ở dưới mộ còn có khả năng bay nít để gây khó chịu cho đối phương nữa thì đối phương rất là khó qua luôn. Ngoài ra bích welcome nó nhảy được từ tay từ mộ, trong khi thằng welcome nó chỉ nhảy được từ death thôi, còn tay với mộ nó không nhảy lên được. Bích welcome nó, cái welcome nó có khả năng tự hồi hàng nhưng mà thường trái quan tâm kìa, một chặng bạn sẽ xài được đúng khả năng này có một lần thôi. Trước giờ chặng nào căng lắm thì tôi xài được có đúng một lần, còn lại thì chả bao giờ xài được cái hiệu ứng hồi hàng của nó này lần thứ hai cả, toàn là xài ba bích welcome thôi. Bích welcome thì hồi hàng liên tục này, hồi được mấy con boss bạn lên hoặc là nhảy mấy con boss đang bị rít từ tay. Rồi nếu mà bạn có welcome thì bạn phải hiến tới quái để trường hợp boss rất là bằng dần luôn thật sự. Còn cái khả năng đẩy cạc này tuy là cái khả năng này nếu mà bạn không có quái fan đi vào 8 thì bạn chỉ đẩy được cạc bạn thôi, nhưng mà nó ngon tại vì nó có thể né được mấy cái target của đối phương như là handcraft, tìm bom, VL, bạn bạn normal để search. Nhưng mà bạn bị nugget thì nugget có target, bạn cứ việc kích, không phải kích mà là ban nít ở này từ mộ và đẩy cái cạc mà bị target về, thế là bạn có thể search cạc được. Một đá né, target rất là tốt luôn, cái này chắc chắn có S3 rồi. Tuy nhiên thì tôi sẽ không chơi theo vài người, tôi chơi theo cái thói quen của tôi, đó chính là tôi sẽ mid thêm Rutgay và Counter Chap. Rutgay ở đây tôi chọn là skill gen, snap ai mà gặp skill gen là như con gặp bố luôn thật sự. Bọn nó lên xăng bọn nó kích hoạt effect rồi nó bị kiểu là ghét ấy, mà body bọn nó kiểu hấp hấp, bọn nó mà không combo được bọn nó cúp luôn, từ body hấp thì bị cống một đấm là bê rồi, tên sao chắc chắn là đi. Sau đó chơi chơi thêm Counter Chap, Counter Chap đi chung với mấy cái hũ này rất là ngon, nhất là cái hũ xanh biển này, bạn lật tặng 6 lá trên đầu của bài rất là cao, tỷ lệ rất là cao đúng không, lật ra một cái Counter Chap. Và nếu mà bạn chơi Counter Chap xong ấy, bạn úp xuống, dù bạn chỉ úp đúng một tấc và đối phương biết Counter Chap nằm đúng cái ô đó, nhưng mà đối phương không có bắn fast spell chap thì đối phương cực kỳ áp lực luôn, đối phương không dám chơi. Còn nếu mà bạn lật ra Counter Chap, bạn úp đá Counter Chap đó cùng với mấy đá còn lại trên tay, đối phương sẽ rất là khó mà biết Counter Chap ở đâu, đối phương sẽ càng áp lực hơn nữa, trừ khi đối phương có chổi thôi. Tôi sẽ chơi tỷ lệ là hai rất mạnh và một chai, tại vì bọn này sợ chổi nên phải chơi rất mạnh. Tiếp theo là chàng Echadet, chàng Echadet này thì tôi khuyến khích mấy ông nên chơi Underworld Goddess. Underworld Goddess cứu tôi rất là nhiều, ví dụ như là thằng khốn nạn này đó, thằng khốn nạn này nè cứu tôi rất là nhiều pha như thế này luôn. Asset có Tucker thì chả bao giờ thấy xài, Abrusa cũng chả bao giờ thấy xài, còn Unicorn thì đi chung với Asset có Tucker thôi, nếu mà mấy ông không xài thì không không đi. Tôi chơi theo kiểu là cầm chon từ từ ấy, chậm mà chắc, chứ không có chơi theo kiểu là vừa khích xong rồi lên summon lên unicorn các kiểu rồi lên summon lên set code qua tôi kêu. Tôi không chơi như vậy, tôi kiểu không qua tôi kêu được thì tôi thôi tôi sẽ nó bon tiếp để mà thắng chắc chắn hơn, chứ kiểu combo các kiểu xong rồi đối phương ném con effect là từ tay set code trả về 2k3 tách là bạn tốn cả đống tài nguyên trả lấy làm gì, thì lúc đó là bạn dễ cúp thật sự luôn. Cái này là từ cái thời Master Deal mùa đầu tôi bị cái này một đằng, lúc mà tôi live stream Phantom Knight đeo vương, thời đó không có Master, không có gam kim đọc game nữa, thời đó có Platinum là mắc, tôi tưởng tới giờ luôn. Rồi về mấy cái phần này thì nó cũng thằng đi có Tucker này đi chung asset có Tucker thôi, không có gì hết, cũng là đinh ba. Mất Tucker thì con này rất là ngon nha, con này tôi xài rất là nhiều, tôi đem X2 luôn mà. Con này tác dụng chính của nó là đít kẹt, tác dụng phụ của nó đàn ngầu, và rồi tác dụng có hai tác dụng chính, tác dụng chính thứ nhất là để ít cạc, tác dụng chính thứ hai là lôi một con từ mộ lên, và cái tác dụng phụ của nó là hai con dùng để làm nguyên liệu lên đi xuống mộ. Ví dụ như là tôi dùng con này
và một con nào đó, ví dụ như là con này đam đi rượu lên thì cả hai xuống một, sau này thì có gì hiệu ứng thì bọn này sẽ chích gờ nhảy lên, con này đinh hai, con này đinh hai, bọn này nhảy lên trong tên sau thì sẽ lên được đinh ba này, rồi sau đó một con khác nữa là lên đinh bốn đã sẽ có tắc cơ đấy, gọi là có thể đinh được anh được có đẹp. Tuy nhiên điểm yếu con này là sức đánh có ngàn thôi, dễ chắc là dễ bị qua tôi kêu hoặc là bị cấu một lượng cực kỳ lớn là bơi, nên mấy ông phải cẩn thận. Một điều nữa là cái hiệu ứng nhảy từ mộ nè là cái hiệu ứng rất là ngon, tại vì không phải lúc nào bạn cũng xài được bích welcome, có bích welcome là một chuyện mà có xài được không nó là một chuyện nữa. Ví dụ như là bị ăn chổi này, bị ăn sưng, thường là bị ăn sưng rất là khó chịu, nên bạn sẽ cần phải lên con này để nhảy một con từ mộ lên, thường sẽ nhảy lớp ly, lớp ly nhảy lên sân sẽ lôi một đá cháp từ mộ ngoài hàng lên, còn nếu mà trên sân đã có cháp rồi thì sẽ lôi đây đi lên, bởi vì đây đi nó rất là khỏe, nó tới xếp được cháp mà bạn muốn. Tôi cũng chả biết gì hết sao nữa, nhưng mà tôi đánh giá cái đà cao đây đi nha, mà đây đi nhìn không ngon mà đốt đi đâu, tôi nói thật. Tiếp theo là IP và hai khứa anime này, bọn Linh hai, bọn này tôi chả lên bao giờ, nghe là hiểu rồi đó, chứ là bọn này không cần xài bọn anime này đâu. Thường thì chúng ta nói về bắn phá thì có Doppler, có Phil, còn nếu mà nói về đẩy kẹt thì chúng ta có Bitrocom, còn nói về nhảy quá chúng ta có hai khứa này. Chúng ta có quá nhiều thứ nghiệm Google để mà xài bọn anime này, hai body trong một deck cành tròn đầu quá lớn để mà lên bọn anime, nhất là khi bọn Darin này bọn nó cành tròn bằng bot ở trên sân, mà bot trên sân dùng hai con bot chỉ đánh một kẹt thì nghe nó hơi phí. Có thể là dùng những con đã tẻ như là cái này, cái con này nè, khi mà có cháp chích loạt rồi mà làm cho quá đối phương rời sân ấy thì có thể nhảy từ mộ lên, nhưng mà như tôi đã nói rồi, từ lúc mà Konami nép cái limit con này xuống thì trừ khi set, tôi rất là ít bóc lên được con này luôn, thật sự rất là ít bóc lên nó. Thế cho nên là cái việc mà Konami hit limit hai cái bọn này á là rất là mạnh, một cái hit rất là lớn luôn, và là do tôi xui, nhưng mà từ trước tới giờ tôi chả bao giờ bóc lên tay con này quá hai trận trong nguyên cái đưa, trong nguyên cái kỳ này không bao giờ bóc lên quá hai trận luôn, rất là hiếm ấy, mặc dù tôi chơi cái deck 40 kẹt nha. Và Linh Kuibo là một kẹt mà tôi cũng chả xài bao giờ luôn, thật sự, bởi vì tôi chơi, có bao giờ nó một con nào một sao ở đâu, có con khứa này nè, nhưng mà không tới mức đó, tại vì khứa này thường sẽ được ném xuống mộ để mà kích hoạt bảy trong tên bạn. Một điều lưu ý là bạn phải có quái Darin để mà kích hoạt được bảy, khi bạn ném xuống tào lao là bạn coi như bị misplay á, nên bạn cũng có thể chơi Linh Kuibo, mà tôi chưa đánh Linh Kuibo giờ hết, thật sự luôn. Đúng mà 41 là con tôi đánh giá rất là cao, tôi đem x2 luôn, bởi vì con này khi mà đọc ở hế hữu nó không khác gì cái skill range cả, nó rất là bá, trừ khi mà đối phương xài với Hú Linh thôi. Mẹo chơi cái deck này của tôi thì nó rất là đơn giản, set 5 enter bình thiên hạ, đây là Winred, trung bình bạn sẽ đánh 5 tên trở lên. Đây, Winred đây, nó không hề màu hồng một tí nào cả, đếm coi có được 50% không, tôi thấy nghi lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 trận, cái đó tôi win bao nhiêu trận? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hơn 50% á, ảo vậy. Tôi xin xác nhận lại là không có bán độ ở đây nhé, không có bán độ, không có hơi diễn viên. Tỷ lệ thắng là 70%. Wow.